tức 2 giờ mấy gì mình nấu nồi cháo này cỡ bao lâu luôn chị? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Vào đi, vào cái. Rồi. Quá ngon luôn. Nấu nồi cháo 2 tiếng, mọi người thấy quyết này. Thì cháo bò nó đặc biệt với nó mọi người. Đây mình để thịt này, để quyết vô nè. Nên màu nó hơi đục ha. Này đi mình nấu đó. Đó phải nè mọi người. Xem luôn. Lấy luôn. Đã luôn hộp luôn đó. Gì vậy? Ở xuống hàng nó đụng mấy nói Bình con quân gì thì hàng bán nó tô bán gì 40k mọi người. Ta kêu tốt pin nhiều vậy? xíu. Sao ông nhìn đi coi ăn đậu chữ này được nè. Người thấy cháo bò mà nạm vừa chín tới nè. Này mình để vô cái tô cháo ha, rồi thêm tái nữa. Mày mà ơi cái tụi mập tao chết đây luôn rồi. Quên cả lối về. Mấy con mở cái hộp mũi ra. Có mấy mũi nó chưa có xài tới. Giá này đẹp. Không bỏ luôn. Ngon. Này thịt tái mình ăn chung với bờ cháo mười. Sáng chung. Hello mọi người. À, vừa mới thức luôn mọi người ơi. Giờ này cũng gần 3 giờ sáng rồi ha mọi người. Thì Kha đang có mặt tại huyện Chi Tôn. Hôm nay Kha giới thiệu với mọi người á là một cái ẩm thực rất nổi tiếng tại huyện Chi Tôn ha. Thì Kha đang đứng đây là ngay cái ngã tư. Đây là mọi người. Ngay ngã tư, đường này là mình về Thắng Long Xuyên có tên gọi là đường Lộ Tẻ. Còn Kha đang đứng đây là trên đường Trần Hưng Đạo. Không có một bóng người luôn ha mọi người. Thì trước khi mình đi đến chỗ ẩm thực nổi tiếng tại huyện Chi Tôn á thì mọi người cũng cho Kha mình một like và một đăng ký và một lượt chia sẻ ha. Đó cũng là động lực để Kha nha những video tiếp theo ha mọi người. Rồi, đi thôi mọi người ơi, mình chạy xe gắn máy xuống ha mọi người. Hướng này là mình về thẳng đây là về thị trấn của Tôn ha mọi người. Đây mọi người thấy không? Không có một người luôn. Cà cũng vừa mới thức luôn á mọi người. 2 giờ rưỡi. Từ ngã tư Kha đến chỗ mà đặc sản đó mọi người khoảng 200 mét gần tới rồi ha mọi người. Tới rồi mọi người ơi. À, Kha cũng xin giới thiệu mọi người á, đây là đặc sản nổi tiếng tại huyện Chi Tôn đó là cháo bò ha mọi người. Quán cháo bò của chị Linh. Giờ này chị mới vừa dọn ra nè mọi người. Để Kha vô coi ghé Kha tham quan nè. Cháo chị mới nấu luôn nè. Tại quán cháo bò Chi Linh nè. Cháo dình bán được bao nhiêu năm rồi chị? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Cha mẹ truyền lợi hay là mình bán mười mấy năm? Cha mẹ. Mười mấy năm mà mọi người.
mới dọn ra mọi người, thì cũng chưa có khách nha. Thì cháu chỉ bán là mười mấy năm, đây là toàn cảnh xung quanh nè. Mình chạy thẳng ngoài luôn là về thị trấn Cô Tô, về xã Tân Tiến, về thị trấn Núi Sập. Làm được thấy không? Tức 2 giờ mấy giờ mình nấu nồi cháo này cỡ bao lâu luôn chị? 2 tiếng. 2 tiếng hả? Quá ngon luôn. Nấu nồi cháo 2 tiếng, mọi người thấy quyết nè. Thì cháo bò nó đặc biệt với nó mọi người. Đây mà để thật tự quyết vô nên bảo nó hơi đục không. Cái này thịt này mình mua xong mình để vô luôn hả chị Lưng? Để vô luôn. Mua để vô luôn. Thịt tươi mình để vô luôn á mọi người, trời quá hấp dẫn này. Mà cháo ngọt dữ. Thịt tươi quyết mình để chung vô luôn. Quá hấp dẫn rồi mọi người. Thịt với quýt mình để vô này, con nồi cháo này mình có cái màu hơi đục đục ha mọi người, không như cháo lòng heo mình. Cháo bò này mình thường mình ăn chung với bánh mì, ăn với bún. Gia vị thì mình có ớt, gừng, hành, giá, ngò gai. Rất nhiều loại rau luôn mọi người. Đây là bò tái nè, bò tươi nè.
này thịt tái mình ăn chung với bờ cháo mười. Tái ăn chung. Thức mình vô mình báo mình lên ha chị. Giờ này cũng có khách tới rồi mọi người. Mọi người nhớ nha, đây là quán của chị Linh. Đường Trần Hưng Đạo nó dài. Thì mọi người mà có thức vào giờ 2-3 giờ sáng á, thì mọi người nên ghé đây ha. Quán chị bán rất là ngon luôn mọi người. Kha có từng ăn rồi, nghe sao biết. Thì đặc sản cháo bò ở Chi Tôn thì mọi người cũng biết là có rất nhiều người bán. Thì cũng tùy theo người bán theo khung giờ ha. Như chị Linh đây là chị thức 2 giờ đến 2 giờ rưỡi, chị dọn ra là tầm khoảng 3 giờ hoặc 3 giờ rưỡi là có ăn ha mọi người. Thì cũng có chỗ là 4-5 giờ hoặc là 6-7 giờ sáng là bán. Thì ở đây đặc biệt là chị Linh chỉ bán về giờ khuya, bán cho những mấy chị mấy anh mà đi làm sớm mọi người. Găng nè, nạm thịt này để vô nồi cháo nè mọi người, vừa chín tới luôn. Quay trúng cái tay bà chủ đeo vàng, chắc ta đi bán cháo bò dữ. Khổ ăn quá. Để vô nó tô cháo mình dùng nó rất là ngọt luôn. Cái cháo bò mà nạm vừa chín tới nè. Để vô cái tô cháo ha, rồi chân tái nữa. Quên cả lối về. Đâu phải là đứng chứng tao không hỏi mày đâu, chắc làm YouTuber nè. Dạ rồi, ok, chắc tôi phải đăng ký mới được cho biết kênh nghe. Dạ quay mấy người ăn luôn kìa, phải cho nó lên chứ người ta. Tái không thấy để lên đó, chỉ tái chứ để vô tô đây. Dặn quá bán cho tô đặc biệt đây, tái nhà rồi.
Thì mình bán bình quân làm tô vậy là nhiêu? 30. 30. Thì bán thôi thịt chiếu đi, nhiều xíu đi. 40. Top bên cho nó nhiều một chút. Bên. Ai từ đó giờ mỗi là người làm hết. Ủa thấy nó giống vậy luôn. Mấy tuổi thấy mấy giờ đông á. Cái con gì? Từ bữa rồi. Có lớn luôn, có nhỏ. Cái rộng nó ẩm gấp sao vậy. Cầu như vậy cái gì? Cái này 4 giờ mấy sáng. Tay vô bán hôm nay nhưng mà tự bán chung tay thôi chứ tự tới cắt ăn nữa. Cái mấy người kia xin đó, nó chợ đâu có được đâu, cái đợt mới có cái đâu có hứa được mà hứa đạm á. Tái rồi giá tốt mắm gừng gừng ớt muốn mắm đó tái nạm là mình đã luôn. Người ta nói là cái chặt nhắn là cái mẹ đó biết sao vậy. Cái mẹ đó là giữ dạy hết đó. Ai cũng nói hết. Mày ơi. Chắc vô là sao mà cháu nó ngọt dễ sợ. Trụng cái chín rồi. Chứ mà cháo ngọt, ngọt nước. Chúng bia rau nè mọi người, rau ngò ngò ôm giống như ăn phở vậy mọi người. Đây là cái chút đây, nhắc qua lưng kìa. Đúng. Mắm mắm đây rồi nè. Đường ớt. Đây, mọi người thấy nè, ngon rồi. Thịt nó vô rồi. Mọi người cháo bò với khang nha. Đó, phải rồi mọi người. Đã luôn nó. Ở chút hàng bình quân thì bán to 40k mọi người. Ca kêu tốt bình nhiều chút xíu. Ông nhìn thấy có ăn đậu chữ này được 2 chiếc xong ở đây. Đi ăn cháo. Rồi, tiền nhiêu? Dạ, bốc thật á. Bốc bao với đi phân sữa. Dạ, bốc ăn cháo. Cháo ngon quá. Ngon ăn. Trời ơi, thèm, quá thèm luôn. Quá thèm luôn.
Nhớ nên ăn trễ. Dạ đúng rồi. Này cháu bà chủ là 5:30-6 giờ là hết rồi. Tôi bán con bánh nước video tạm dừng nha mọi người. Thì Kham chia sẻ đặc sản cháo bò tại huyện Vĩ Tôn. Thì trước khi tạm dừng video mọi người mình cho Kham like một lượt đăng ký ha. Mình chia sẻ ha. Kham xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cháo rất ngon mọi người, ngọt quá ngọt luôn. Điểm xuống. Giờ này gần 5 giờ sáng rồi mọi người ơi. Bắt đầu là có người ta đi rồi đó. Thôi Khai chào tạm biệt mọi người nha. Đây là quán cháo bò của chị Ngọc Linh. Đường Trần Hưng Đạo nó dài. Mọi người mà có thức khuya mà đến Chí Tôm á thì ghé quán cháo bò ha.